Mà trước bác nào có bảo em Tuấn tìm cái mẫu loa JBL loa đĩa này này. Dòng màu trắng chứ không màu bạc. Đợt trước em có giới thiệu cho bác cái dòng màu bạc. Nhưng riêng cái dòng màu trắng này thì bây giờ các bác là trắng này. Trắng và tất cả bóng gôn luôn, màu gôn nữa. Màu miệng loa là màu gôn này, màu đồng này, rất là đẹp luôn. Và chân. Thì đối với dòng JBL con màu bạc kia thì nó có mức giá là 900k một chiếc. Con này thì nó cao hơn 89.000 bác ạ. Nó cao hơn giá con kia là 80k. Đấy. 80k. Nó là 980.000 một chiếc. Đối với con nó có màu vàng đồng này, màu gold này. Và thứ nhất thứ hai là tất cả màu của nó đều là màu trắng sữa, trắng sữa nhé. Còn con kia là màu bạc. Thì dòng này thì báo cáo các bác là hình như là có một hai cái. Có không có đâu. À này, nó ít lắm đây. Đây bác nhìn này. Đây còn nữa này. Đấy. Các bác có thể ghép hai con này thành một cặp loa chạy song song với nhau không dây. Đấy. Thì đối với dòng này thì em đã giới thiệu cho bác rất là nhiều rồi. Nhưng mà nó không phải là cái màu này, cái màu kia thì nó chỉ là 800 à 900 nghìn một chiếc thôi. Nhưng màu này thì nó đắt hơn 80k nữa, đó là 980k một chiếc này. Một chiếc này. Và đây các bác nhìn cái màu này, màu vàng đồng của nó rất là đẹp. Màu vàng đồng rất là đẹp luôn, nặng chịch. Đấy. Thì sau đây em sẽ test, em sẽ test cái dòng này cho các bác nhé. Test cái dòng là JBL này cho bác luôn. Vâng, sau đây em sẽ đặt cái loa cái này, máy quay lên cái giá này, em sẽ test cái dòng loa JBL này cho bác. Đối với chiếc này thì báo cáo bác là mọi ngày thì những chiếc kia thì nó là màu này là màu bạc này. Và còn đây là màu trắng sữa nhá, trắng sứ nhá. À, và tất cả chân này và chóa loa bát loa súp đều là vàng đồng, vàng đồng. Còn đối với chiếc JBL này có mức giá là 980k, màu trắng sữa này 980k. Em sẽ test một chiếc, sau đó em sẽ hướng dẫn các bác cách ghép đôi hai chiếc vào với nhau. Hai chiếc vào với nhau. Bây giờ em sẽ test một chiếc trước các bác nhé. Em phát nhạc không dây. À, bác nào cần cái chi tiết cái cách hướng dẫn để ghép ghép loa này này. Ghép hai con này với nhau thì em đã có một clip hướng dẫn ghép với nhau rồi. Mà thôi nói qua cho nó đỡ. Đây. À, nói qua, đây là nút nguồn bác nhé. Đây là nút nguồn. Bác nhìn chưa? Đây là nút nguồn này. Cũng chính là cái nút chọn chế độ luôn, bác ấn giữ tay một lúc thì nó sẽ tắt hoặc mở. Bác ấn từng từng ấn lần một thì nó sang FM, sang thẻ nhớ, sang USB. Con này có thể chạy qua Bluetooth này, thẻ nhớ USB hoặc cắm qua điện thoại máy tính laptop được hết. Dùng dây sạc của điện thoại rất là tiện lợi. Thì sau đây em sẽ test con này cho bác. Còn đây là cái nút cắt chéo này này. Nút cắt chéo này là cái nút ghép đôi hai cái loa vào với nhau. Đấy, có nút tăng giảm âm lượng to nhỏ. Hoặc là dò radio FM AM. Đấy, sau đây em sẽ test cho bác chạy một loa trước nhé, sau đây em ghép loa sau nhé. Em mở một chiếc trước đây. Bác bật Bluetooth nhé. Ghép đôi vào này, không mở này. Phòng này 160 mét vuông đấy. Thế sau đây bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác nhé. Là bác sẽ bật nguồn tiếp con tiếp theo lên, bật nguồn đây, nút nguồn, bằng cách bật nguồn. Sau đó giữ hai cái nút cắt chéo này của loa này với loa bên này nữa để cho nó kết nối với nhau nhé. Em sẽ bật nguồn này, giữ cắt chéo này. Đấy, giữ cắt chéo hai cái nút này với nhau nó tự bắt nhau rồi. Thế là đã thông nhau. Được chưa? Sau đây em sẽ mở là nó sẽ thông hai loa luôn bác ạ. Được chưa? Có luôn này.
tắt cái chính thì là cái này nó sẽ mất luôn. Nhưng nếu mà tắt cái phụ thì cái chính nó vẫn chạy. Nhưng cái này là cái chính để bắt Bluetooth. Thì khi mình tắt cái này đi thì cái này nó đương nhiên là nó không được chia sẻ sang nữa. Cái này nó chỉ được từ cái này chia sẻ sang thôi. Bây giờ mình tắt cái chính rồi thì cái này nó tịt luôn. Mà nếu như mà mình tắt cái phụ thì cái chính nó vẫn chạy. Thì bây giờ em lại tiếp tục em bật lại cái chính nhé. Thì nó sẽ kết nối luôn này. Đấy, tự kết nối, tự chạy luôn. Và em sẽ ấn lại play này. Đấy. Giá của em nó là 980k một chiếc ạ. Bác là có thể lấy cả đôi được, nên lấy cả đôi. Để ghép này. Có thể to nhỏ này, cho to nhỏ tại điện thoại luôn, hoặc tivi, điện thoại, máy tính bác cho to nhỏ trực tiếp trên này luôn, không cần phải can thiệp nó. Mình cho to nhỏ tại đây luôn được. Đấy. Xin tạm dừng tại đây. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn. Riêng dòng loa JBL mà màu trắng, chóa miệng loa với chân loa màu vàng gold này thì không có nhiều, nhưng không có nữa. Bác nào lấy thì liên hệ với em thôi. Được, mãi được một hai cái thôi. Hẹn gặp lại các bác vào clip sau ạ.